nay mình giới thiệu các bạn tới cái máy sưởi oxy 2 dòi 2 nguồn điện Zero 9950. Để mình cua cái hộp ra cho mọi người nhìn xem. Trong hộp có một cái sợi dây cáp USB, một cái cổng sạc, một cái máy servo 9950 màu trắng 2 dòi, công suất 2W. Ok, giờ mình bắt đầu test cái máy cho các bạn nha. Khác với các loại máy sưởi oxy khác thì cái hàng servo này nó có một cái công tắc tắt mở nằm ở phía trên của cái máy. Hiện tại máy đang nằm ở chữ off, chúng ta chuyển sang chế độ on là cái cục sưởi oxy của chúng ta sẽ bắt đầu nó hoạt động. Lực sưởi của máy rất là tốt, mạnh. Với cái lực sưởi oxy này chúng ta sử dụng để nuôi các dòng cá lớn thoải mái. Với các bạn mà nuôi cá chuyên nghiệp á, thường hay lo sợ cái việc mà cúp điện bất ngờ, bởi vì cái chuyện mà cúp điện bất ngờ nó có thể khiến cho cá của mình nó chết. Chỉ cần trong ngày đó cúp cỡ tầm 6 tiếng thôi là cá mình đã có hiện tượng nó ngủm hết rồi. Thì cái máy này nó hay ở chỗ á, nó xài cắm trực tiếp ra thì nó còn có đường điện pin dự phòng cho máy nữa. Thì chỉ cần ngày hôm đó nó bật cúp điện, ok, cúp dây điện ra, máy vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, rất là mạnh, không hề có cái gì đó yếu đi, rất là tốt. Chơi cá mà lo sợ đang nuôi mà tự nhiên cúp điện dẫn đến cá thiếu oxy mà chết, thì cái máy oxy này nó sẽ giải được cái vấn đề đó. Ngoài ra các bạn để ý nha, là cái nguồn của cái Zebo 9950 này nó có một cái đầu USB. Thì cái đầu USB này á, chúng ta có thể nối với những cái cục sạc để cung cấp điện cho cái máy Zebo 9950 này, để kéo dài cái thời gian sử dụng của cái máy lên. Nhưng mà thường thì mình chắc nghĩ không sử dụng tới nữa, tại vì như nãy mình nói, một ngày nó cúp tầm cỡ có mấy tiếng à, mà máy này chạy liên tục tới 24 tiếng thì nó đã dư sức để giải quyết được cái vấn đề đó cho mình rồi. Zebo 9950 2 giờ. Cảm ơn các bạn xem video của mình nha. Bye bye.